Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 2 tháng 3 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh diễn biến trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê tiếp đà giảm. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê giảm thêm 6 USD trên tấn, với mức giảm là 0,29%, xuống mức giao dịch là 2.084 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 47.400 đồng 1 kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê giảm đi 16 USD trên tấn, với mức giảm là 0,77%, xuống mức giao dịch là 2.055 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 46.700 đồng 1 kg. Các mức giảm nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trên trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica đảo chiều tăng trở lại. Kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê tăng 3,1 cent trên pound, với mức tăng là 1,33%, lên mức giao dịch là 236 cent trên pound. Kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê tăng 2,95 sen, với mức tăng là 1,27%, lên mức giao dịch là 234,5 sen trên pound. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê trong phiên vừa qua diễn biến trái chiều. Cà phê Arabica tăng do lo ngại các lệnh trừng phạt áp dụng đối với Nga. Nhà cung cấp kali chính và các chất phụ gia trồng trọt khác có thể ảnh hưởng đến nguồn cung phân bón và làm tăng chi phí của nông dân trồng cà phê. Trong phiên vừa qua, giá cà phê Arabica tăng khá trở lại khi ICO báo cáo rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu niên vụ 2021-2022 từ tháng 10 đến tháng 1 đã giảm đi 1,5% so với cùng kỳ, xuống còn 41,8 triệu bao. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê điều chỉnh giảm thêm 100-200 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua từ 39.300 tới 40.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận ở mức là 39.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, mức giá là 39.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua ở mức là 40.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 40.000 đồng và 40.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai có mức giá là 39.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chiêu Brông, mức giá là 39.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 40.000 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Rơ Lấp, ghi nhận ở mức là 39.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua ở mức là 39.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai thu mua quanh mức 40.200 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 40.400 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay thu mua quanh mức là 40.600 đồng 1 kg. Theo ghi nhận thì giá công ty sáng nay thu mua quanh mức là 40.400 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay ngày 2 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.